xướng ngôn viên Vũ Quang Vinh và Phạm Hùng Cường. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Tiếp tục chương trình là bản tin. Đấu súng ở Kosovo, NATO đề cao cảnh giác. Căng thẳng tại Kosovo leo thang sau khi những kẻ tấn công không rõ danh tính ném lựu đạn gây choáng và đấu súng với cảnh sát. Cảnh sát Kosovo thông báo họ 3 lần bị tấn công bằng súng vào ngày 10 tháng 12 trên một tuyến đường dẫn tới trạm kiểm soát ở ranh giới giữa vùng lãnh thổ ly khai và Serbia. Vụ nổ súng diễn ra vài giờ sau khi giới chức Kosovo dựng rào chắn tại các trạm kiểm soát. Các đơn vị cảnh sát đáp trả bằng súng với những phần tử và nhóm tội phạm nhằm tự vệ. Những kẻ này sau đó bị đẩy lùi và bỏ đi theo hướng chưa xác định. Cảnh sát Kosovo cho biết trong một thông báo ngày 10 tháng 12, lực lượng cảnh sát của Liên minh châu Âu EU được triển khai tại Kosovo trong cuộc khuôn khổ sứ mệnh pháp quyền của EU tại Kosovo. Cho biết đơn vị của họ bị ném lựu đạn gây choáng, song không sĩ quan nào bị thương. Cuộc tấn công này cũng như vụ nổ súng vào các sĩ quan cảnh sát Kosovo là hành vi không thể chấp nhận. NATO Liên minh quân sự triển khai 4.000 quân làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại Kosovo chỉ trích các vụ tấn công không thể là chấp nhận được. Phái bộ của lực lượng Kosovo thuộc NATO vẫn rất thận trọng và hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao ở Kosovo. Phát ngôn viên NATO Oana Lungescu tuyên bố, đồng thời kêu gọi các bên tránh hành vi và phát ngôn khiêu khích. Nghị viện Âu Châu đình chỉ chức vụ phó chủ tịch bị nghi tham nhũng. Nghị viện Âu Châu thông báo đình chỉ chức vụ của phó chủ tịch Kylie sau khi có thông tin bà bị giới chức Bỉ điều tra báo cáo buộc tham nhũng. Một thẩm phán của Bỉ vào ngày 11 tháng 12 đã cáo buộc 4 cá nhân để nhận tiền và quà từ một quốc gia vùng vịnh nhằm tác động đến các quyết định tại Nghị viện Âu Châu EP. Giới chức của Bỉ ban đầu bắt 6 người nhưng sau đó đã trả tự do cho 2 người, theo văn phòng công tố của Liên bang Bỉ đưa tin. Danh sách các nghi phạm không được công bố. AFP dẫn một nguồn tin tư pháp cho biết trong số nghi phạm có phó chủ tịch của Liên Âu EP Eva Kaili, 44 tuổi, thành viên đảng PASOK của Hy Lạp. Văn phòng bà Kaili chưa bình luận về thông tin. EP vào cuối tuần vừa qua thông báo đã đình chỉ chức vụ và quyền hạn phó chủ tịch đối với bà Kaili, trong khi PASOK cho biết họ đã khai trừ bà khỏi đảng sau khi có thông tin về cuộc điều tra của phía Bỉ. Dù vậy, Kaili vẫn là nghị sĩ EP và được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. Truyền thông của Bỉ cho biết 4 người đang phải đối mặt với cáo buộc gồm có Kylie, cố vấn Francesco Goric của bà, cựu nghị sĩ EP thuộc đảng Dân chủ xã hội Italy Pier Antonio Panzeri cùng một nhà vận động hành lang người Bỉ. Truyền thông của Bỉ đưa tin các điều tra viên đang tìm hiểu cáo buộc cho rằng quốc gia vùng vịnh được nhắc đến là Qatar. Tuy nhiên, phái đoàn Qatar tại Liên Âu vào ngày 11 tháng 12 đã bác bỏ đồn đoán này, khẳng định Qatar luôn tuân thủ luật pháp và các quy định quốc tế. Một cáo buộc Doha có liên quan đều là vô căn cứ. Tham nhũng đất đai, hàng loạt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị bắt giam. Hôm 12 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và 6 người khác do những sai phạm liên quan đến khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Theo báo chí, ông Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phong là tỉnh ủy viên. Trước khi giữ chức phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông là giám đốc sở tài chính Bình Thuận. Cùng ngày, liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can gồm các ông Đặng Hoài Nhân, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận, cựu giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên phòng hành chính tổng hợp, cựu chi cục trưởng quản lý đất đai thuộc cơ sở tài nguyên và môi trường, Lê Nam Hưng, chánh văn phòng sở tài nguyên và môi trường, Phạm Duy Cường, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, Lê Anh Huy, trưởng phòng hành chính tổng hợp chi cục quản lý đất đai và bà Nguyễn Thị Thu Phong, cựu phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trụ sở hơn 16 tỷ đồng xây 4 năm vẫn chưa xong. Theo tin từ Hà Tĩnh, trụ sở công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh xây năm 2018, dự kiến hoàn thành trong 2 năm nhưng hiện bỏ không do ký hợp đồng với nhà thầu kém năng lực.
Công trình là dãy nhà làm việc 5 tầng, diện tích xây dựng 485m2, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 2.000m2 tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, thuộc sở hữu công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư vào tháng 11 năm 2017 với kinh phí hơn 16 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và khấu hao tài sản cố định của công ty Thủy lợi. Một doanh nghiệp xây dựng ở Nghệ An trúng thầu thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có chức năng quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế. Trụ sở của công ty đóng tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh đã xuống cấp. Công trình mới ở xã Thạch Đài được xây với mục tiêu bảo đảm điều kiện về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc của hàng chục nhân viên. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, đơn vị thi công chỉ làm được phần thô của dãy nhà 5 tầng cùng với hệ thống tường rào, các hạng mục khác còn lại dở dang. Đại diện chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau đó cho phép gia hạn thêm 1 năm đến tháng 6 năm 2020, song nhà thầu vẫn không có khả năng hoàn thành dự án. Bên ngoài, cửa kính tại các tầng đã lắp gần hết, song tường còn nhiều chỗ ẩm thấp, rêu mốc. Phía trong các phòng chưa trát tường, gạch vữa, sắt thép nhiều chỗ ngổn ngang. Hàng rào bên ngoài mới xây được móng và dựng cọc bê tông, chưa làm lên cao. Cỏ dại mọc tùm xung quanh công viên. Giáo sư Cal State Fullerton giúp chị em song sinh thắng 1.5 triệu. Giáo sư Nancy Siegel, giảng viên Đại học Cal State Fullerton, trong vai trò nhân chứng chuyên môn Expert Witness, giúp hai chị em sinh đôi Kelly và Kayla thắng 1.5 triệu trong vụ cáo buộc gian lận bài vở. Hai chị em Kelly và Kayla đâm đơn kiện phân khoa y khoa của Đại học University of South Carolina sau khi bị trường buộc tội gian lận trong một cuộc thi cuối năm 2016. Năm 2016, hai chị em song sinh Kelly và Kayla làm bài kiểm tra do năm thứ nhì trường y khoa. Ban giám thị cho rằng bài thi của họ quá giống nhau, giáo sư Nancy Siegel kể. Vì vậy, họ đã bị buộc tội là hai con này gian lận. Hai chị em Bingham có 296 câu trả lời giống nhau trong 307 câu hỏi, trong đó 54 câu sai như nhau, theo Washington Post ngày 8 tháng 12. Giáo sư Nancy Siegel vừa là giảng viên tâm lý học tại Đại học Cal State Fullerton, vừa có những nghiên cứu nổi tiếng về những cặp sinh đôi và những trùng hợp về khả năng và cách suy nghĩ. Lý luận của họ liên quan luật sư bào chữa cho hai chị em đã tìm đến. Nhờ bà ra tòa làm nhân chứng chuyên môn, giáo sư Siegel tiếp, bài kiểm tra của họ hồi năm 2016 được theo dõi từ xa và giám thị cảm thấy rằng câu trả lời và thời gian trả lời của họ có vẻ như gian lận. Bài kiểm tra được gửi đến Cavion, một công ty kiểm tra và được nhân viên tại đây so sánh với câu trả lời của sinh viên khác. Công ty Cavion kết luận là cặp song sinh đã gian lận. Các cặp song sinh giống hệt nhau, thể hiện nhiều điều giống nhau, có cách làm bài kiểm tra giống nhau, có các câu trả lời sai giống nhau, bởi vì cùng xử lý thông tin một cách giống nhau. Giáo sư Siegel giải thích, cô Kayla cho biết Đại học University South Carolina đã bôi nhọ hai cô và những lời buộc tội đó đã phá tan ước mơ trở thành bác sĩ của họ. Theo giáo sư Siegel, đây không phải là lần đầu các cặp sinh đôi bị buộc tội gian lận ở học đường. Bà tin rằng vì những người song sinh giống hệt nhau có thể rất là giống nhau trên hành động của họ, có thể bị đánh giá sai lầm. Hai cô Kelly và Kayla cho báo Washington Post biết họ đã bị thôi học tại Đại học University of South Carolina vào năm 2016, theo đề nghị của khoa trưởng, sau khi các sinh viên chung quanh tỏ thái độ tiêu cực. Họ chuyển đến Florida rồi về lại South Carolina học ngành luật. Hiện cả hai đều làm cố vấn các vấn đề chính phủ cho một tổ hợp luật sư tại South Carolina. Quý vị vừa xem qua bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay cùng với đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài. Xin kính chào tạm biệt và chúng tôi xin chúc quý vị thật nhiều an lạc.